những lúc trúng á, có khi là họ có thể trúng lên cả tỷ đồng. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại cảng cá Đông Tác, nằm ngay tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và hôm nay thì mình cũng đã trở về quê để chuẩn bị đón Tết. Những ngày qua thì có rất nhiều tàu ngư dân của ngư dân tỉnh Phú Yên từ biển Đông, từ ngư trường Trường Sa trở về đất liền để bắt những con cá mang lên trên bờ để bán. Và chắc có lẽ mọi người cũng biết đến đặc sản ở Phú Yên, đó là cá ngừ đại dương. Những con cá có kích thước từ 50kg, 70kg, có khi là 100kg. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cảnh mà vớt cá từ trên bè, trên xuồng, trên ghe lên trên bờ, và cái nghề mà khung bắt cá cực khổ như thế nào nha mọi người. Và đây mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh những con cá ngừ đại dương với kích thước khủng luôn. Mỗi chiếc ghe như thế này thì có khoảng 10 người đi thuyền, và mọi người phải lên đên trên mặt biển từ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi. Và phía dưới này là hầm chứa cá nè mọi người. Và đây là một chiếc ghe có biển số ở Phú Yên, và rất là nhiều người đã cá vừa từ dưới hầm vừa mới thảy lên á. Ồ đó mọi người, những con cá ngừ đại dương thì kích thước trọng lượng cực kỳ nặng, cho nên là cần phải dùng một cái rồng rọc kéo lên. Còn những con cá nhỏ thì có thể là đưa truyền nhau bằng tay, nhưng mà những con cá ngừ thì 4 người hoặc là 2 người phụ nữ phải khuân vác mới hết được. Và mỗi lần mà mùa cá ngừ đại dương vào bờ thì rất nhiều người phụ nữ ở địa phương sẽ đảm nhiệm cái việc đó là khuân vác cá, mà dân địa phương được gọi là nghề rảo cá. Những con cá ngừ này thì sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản, và ở Nhật thì mọi người rất là thích ăn cái món đặc sản, đó là cá ngừ phi lê. Cá ngừ sống chấm với mù tạt ha mọi người. Và phía trước khi mà bán cá ngừ thì sẽ khung vác một con lên, và sẽ có người thử chất lượng cá ngừ như thế nào. Và đây là trọng lượng con cá ngừ cực kỳ nặng, cho nên là phải dùng lòng đập kéo lên. Con này thì trọng lượng hơn 40kg rồi. Ở dưới hầm này thì nhiệt độ sẽ là khoảng 2, âm 2 hoặc là 0 độ C, tại vì ở dưới đá cực kỳ lạnh. Và những người ở dưới hầm thì chui dưới hầm tầm khoảng 30 phút thì phải leo lên trên ghe rồi thay phiên cho người khác, tại vì lạnh quá chịu không nổi. Và đang được một số thương lái đang thử cái chất lượng cá, nếu mà cá mà cảm giác thấy tươi thì họ sẽ mua, còn không thì họ sẽ không mua hoặc là mua giá thấp. Bây giờ thì mọi người đang kiểm tra nè mọi người. Đối với nghề đánh bắt cá ngừ đại dương thì trên những chiếc ghe như thế này sẽ tuyệt đối sẽ không cho những người phụ nữ bước lên. Tại vì nếu mà phụ nữ mà bước lên thì sẽ mang đến một cái điều xui xẻo. Vì vậy thì nghề đánh bắt cá ngừ và hoàn toàn thì đều do những người nam giới đảm nhiệm. Và tất cả những người phụ nữ ở làng biển này thì có thể là phụ công việc là đi bán cá, hoặc cũng có thể là làm cái nghề khung bát, hoặc là phụ khiêng đồ từ trên ghe đưa lên bờ và từ trên bờ đưa xuống ghe, và không đặt chân dưới ghe nha mọi người. Đây là một chiếc ghe đang bắt ngồi xa, và họ vừa mới trúng được cá ngừ và đang phân bắt vào bên trong để cân ký để bán các bạn. Đó, và đang lấy cá từ dưới hầm đá đưa lên.
Mỗi chiếc xuồng ghe như vậy thì có thể là ngồi khơi xa khoảng một tháng hoặc một tháng rưỡi. Mọi người sinh hoạt ăn uống này, mình cũng kể cho các bạn xem á, để có mồi câu á, thì một số người họ sẽ ngồi trên cái thùng thiệu thúng này, ở giữa sóng biển vậy á, rồi họ sẽ câu mực, lấy cái mực đó đem đi câu cá ngừ đại dương. Và những người đấy cực kỳ nguy hiểm. Cá ngừ này thì sau khi đánh bắt thì sẽ được thương lái thu mua và xuất khẩu sang Nhật Bản các bạn. Những con cá ngừ cực kỳ lớn và các bạn ăn sushi rồi á, thì chính những cái con cá ngừ này. Mỗi lần khung bắt cá như vậy thì khoảng 4 người, thì mỗi lần con cá khung bắt thì được khoảng 1 ngàn mấy. Thì khi mà đánh á, thì họ sẽ thả cái lưỡi câu phía bên hông hoặc là sau lưng ghe này đó, rồi và hoặc là rải lưới thì cá sẽ mắc lưỡi câu hoặc là mắc lưới. Không có những cá như vậy. Cá bơi gù thì tập trung ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa, cho nên Trung Quốc rất muốn lấy được cái ngư trường đó. Thực tế thì những người đánh bắt cá ngừ đại dương cực kỳ nguy hiểm. Tại vì các bạn hình dung đi, họ phải lên đên trên dòng khơi này, chưa kể những sự cố đáng tiếc khi mà sóng đánh lật thuyền, lật ghe hoặc là mất liên lạc vào bờ. Cho nên là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương là một nghề khi mà mỗi lần một chuyến ra khơi thì họ phải cầu nguyện rất là nhiều để tránh cái tình trạng gặp sự cố đáng tiếc và có thể bỏ mạng ở trên biển khơi. Tai nạn nghề nghiệp đối với những người đánh bắt nghề cá ngừ này cực kỳ lớn. Tuy nhiên thì phần lớn là những người thanh niên ở làng biển ấy, không có việc nào làm phù hợp, cho nên họ phải lựa chọn cái công việc mà đánh bắt này. Và đây là một cái nghề cha truyền con nối luôn. Những lúc trúng á, có khi là họ có thể trúng lên cả tỷ đồng. Chia ra mỗi người đi bạn, ngồi chủ thuyền nha, những người đi cùng gọi là người bạn thuyền. Thì có khi được 50 triệu nè, 70 triệu. Còn người chủ có khi 200-300 triệu thì bình thường. Tuy nhiên thì có tỷ lệ này rất ít, và có những cái chuyến biển mà họ phải thua lỗ, và những người bạn họ đi gần như một tháng không có đồng bạc hết, sách vài con cá nhỏ mang về gia đình thôi, cho nên là đánh bắt biển hên xui lắm. Đối với người dân ở làng chài thì đàn ông thì sẽ phải thường xuyên ra biển khơi bỏ gia đình, còn những người phụ nữ thì ở nhà thì đăng lưới và lưới và làm công việc khung bắt cá như thế này. Cuộc sống đối với những người ở làng chài này thì luôn luôn gắn với biển. Một con cá trọng lượng 50 kg và mỗi người phải gánh chịu với trọng lực khoảng 20 kg. Có những cái người khỏe mạnh thì hai người phụ nữ khung bắt, có người thì ba người, thì ba người càng nhiều người thì tiền thì chia ít hơn. Với những cái chiếc mà thuyền mà không có được trúng biển á, không có lời á, thì những người rào cá này họ sẽ nhận được những con cá như vậy nè. Đó, đây là tiền công mà họ khiêng. Họ mang cá này lên chợ họ bán kiếm lời. Cái loại họ cũng chở cá từ bé đi rồi đem đi chợ để bán. Sau khi mà cá được khiêng vào bờ thì trực tiếp có thương lái thu mua và họ sẽ đưa lên xe đông lạnh. Sẽ bảo vào một cái kho lạnh ở khu vực phía nam Tuy Hòa thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Và ở đây thì cá sẽ được phi lê hoặc là ướp đá nguyên con như thế này bảo quản để xuất khẩu sang Nhật. Bóng đen nào? Bóng đen này hả? Thì tại vì ở buổi tối á, lên đên trên biển thì đâu có thấy gì đâu, một màu trời đen thui à. Thì đèn này đèn tín hiệu, không tín hiệu thôi để cho tránh việc có thuyền khác đánh vào tông vào. Vừa rồi thì thêm một chiếc thuyền nữa vừa rồi mới tập kết vào, và chiếc thuyền này lại tiếp tục trúng cá ngừ đại dương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này, thì hy vọng các bạn cũng đã hiểu hơn về cái nghề đánh bắt cá ngừ đại dương như thế nào rồi, phải không?